Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin hay, hấp dẫn trên kênh của chúng tôi. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi. Kỳ lạ, cặp song sinh dính liền không tách rời, lấy vợ và có tới 21 người con. Đây là cặp song sinh dính liền kỳ lạ và hiếm thấy trong lịch sử. Dù dính liền nhưng họ vẫn lấy vợ và sinh con bình thường. Họ có tới 21 người con và dòng dõi ngày càng đông đảo. Cặp song sinh dính liền thân mang nhiều dòng máu. Anh em song sinh dính liền có tên là Trang và Anne Bunker. Sinh ngày 11 tháng 5 năm 1811 ở tỉnh Samuthongkham thuộc Siem, nay là Thái Lan. Cha của họ là một ngư dân mang hai dòng máu Thái Lan và Trung Quốc. Trong khi mẹ là bà Nốc thì nửa Trung Quốc, nửa Malaysia. Hai anh em song sinh khi chào đời dính với nhau bởi đám dây chằng tại eo khiến nhiều người kinh ngạc. Mẹ của Trang và Anh đã vặn chỗ dây chằng kết nối với dây rốn để hai đứa bé trong tư thế nhìn vào nhau, và kể từ đó hai anh em Trang và Anh bắt đầu cuộc sống với tư thế này. Sự khác người của hai anh em Trang và Anh khiến cho gia đình họ bị xa lánh. Tuy nhiên, bà Nốc, mẹ của hai anh em, luôn yêu thương, chăm sóc con chu đáo. Hai anh em được mẹ khuyến khích thể dục để kéo dài phần dây chằng ra, giúp họ có thể chạy, bơi và tự lái được thuyền. Quan trọng hơn, cặp song sinh sau đó đã có thể cúi đầu 18 lần theo lệnh khi diện kiến vua Siem Rama III. Đến năm 1829, hai anh em Trang và Anh theo một thương gia người Anh tên là Robert Hunter rời khỏi quê nhà để đi biểu diễn khắp nơi. Vào thời điểm đó, thế kỷ 19, việc tồn tại một cặp song sinh dính liền thật sự rất hiếm và thậm chí còn sống được khỏe mạnh thì càng kỳ lạ. Hunter đã sớm nhận ra được khả năng kiếm tiền từ hai anh em sinh đôi và thuyết phục gia đình cho phép hai cậu bé được đi đến phương Tây và làm công việc biểu diễn. Vì cuộc sống khó khăn nên người mẹ đã đồng ý ký hợp đồng, nhận một khoản tiền 500 USD và để hai con rời đi. Ngày 1 tháng 4 năm 1829, hai anh em Bunker đã rời khỏi nhà và đó cũng là cuối cùng họ ở Siem. Hunter đã đưa hai anh em Trang và Anh, 17 tuổi, đi biểu diễn vòng quanh thế giới và mau chóng thu hút sự tò mò của mọi người. Sau khi kết thúc hợp đồng với Robert Hunter, cặp song sinh quyết định kinh doanh riêng, trở thành những quý ông giàu có ở Việt Nam và chủ đồn điền tại Greensboro, Bắc Carolina. Từ ngày đó, chính thức là công dân Hoa Kỳ. Điều đặc biệt trong cơ thể hai anh em dính liền thân. Lúc ở Mỹ, sự nổi tiếng của Trang và Anh cũng đã thu hút nhiều chuyên gia trong ngành y tới tìm hiểu. Một bác sĩ tiến hành kiểm tra phần da thịt dính giữa hai anh em bằng chiếc kim để xác định độ nhạy cảm. Khi bác sĩ chọc kim gần phía người nào thì người đó mới có cảm giác đau. Chuyên gia cũng phát hiện khi một người nếm thử vị chua, người kia cũng cảm nhận tương tự. Hoặc cù một người thì người kia cũng có cảm giác buồn. Hai anh em cũng đã từng nghĩ tới việc sẽ phẫu thuật tách khỏi nhau, nhưng họ cũng nghi ngại có thể có một phần cánh tay bị đứt nên không tiến hành. Vào thời điểm đó, người ta đã nghĩ rằng một cuộc phẫu thuật như vậy sẽ quá nguy hiểm. Có lẽ cả hai sẽ chết. Cháu gái của Anh nói, nhưng với nền y học hiện đại như ngày nay, nó có thể được thực hiện một cách an toàn. Với hình thể đặc biệt, chẳng ai nghĩ tới hai anh em Anh và Trang sẽ có thể sống khỏe và thậm chí làm những việc của người bình thường như lấy vợ, sinh con. Tuy nhiên, cả hai đã làm nên được điều mà chẳng ai ngờ tới. Sau khi xây dựng được cơ ngơi giàu có ở Bắc Carolina, gồm một cửa hàng, 200 mẫu đất cùng nhiều nhà cửa, hai anh em bắt đầu mơ ước được yêu như bao người khác. Hai anh em dính liền nhiều bộ phận nhưng may mắn lại có hai bộ phận sinh dục khác nhau nên vẫn có vợ con riêng. Năm 33 tuổi, hai anh em Trang và Anh cưới hai chị em Adelaide S. và Sarah Anna. Trong thời gian theo đuổi hai cô gái, hai anh em luôn gặp phải làn sóng phản đối. Họ thậm chí đã nghĩ tới việc làm phẫu thuật tách rời trước khi tổ chức lễ cưới. Tuy nhiên, hai vị hôn thê đã ngăn cản họ làm điều đó. Sau nhiều năm chung sống, họ đã có 21 người con. Trong đó, Trang có 10 người con, còn Anh là 11 người con. Đặc biệt, trong số 21 người con ấy cũng có một số cặp sinh đôi nhưng hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh.
Dòng dõi nhà Chang En tính đến năm 2015 đã lên tới 1.500 người. Cuộc sống họ đã thực sự có rất nhiều ý nghĩa vì được chia sẻ mọi thứ với nhau một cách vô cùng khăng khít. Tới tháng 1 năm 1874, Chang bị viêm phế quản rồi qua đời sau đó. Chừng 2 tiếng sau khi Chang qua đời, En cũng ra đi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cơ thể của cả hai cùng có chung mạch máu và động mạch. Theo một nguồn tin khác, thì cặp song sinh dính liền thân dưới cưới vợ sinh 21 người con này còn có chung lá phổi. Thế nên, sau khi Chang qua đời thì En cũng chỉ sống được thêm 2 tiếng rồi ra đi vì mất máu. Hai cụ cùng nhau kết thúc cuộc đời năm 62 tuổi. Các bác sĩ ban đầu cho rằng En qua đời vì quá sợ hãi trước cái chết của người anh em sinh đôi. Nhưng một khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy cơ thể của cả hai có chung mạch máu và động mạch. Một nguồn tin khác cho rằng cặp song sinh còn trùng lá phổi, do đó En qua đời vì mất máu. Vị hoàng hậu trụy lạc nhất lịch sử La Mã bán dâm ngay trong cung điện. Messalina chưa bao giờ thiếu thốn tiền bạc, nhưng nàng chấp nhận trở thành một gái điếm với hy vọng thỏa mãn đam mê xác thịt của bản thân. Vào thời La Mã cổ đại, hình ảnh hoàng hậu Valeria Messalina là biểu tượng của sự phù phiếm và vô luân. Trong nhiều thế kỷ, người ta coi bà là một trong những người phụ nữ bất hình ảnh nhất trong lịch sử. Valeria Messalina sinh vào khoảng năm 20 sau công nguyên trong một gia đình có nguồn gốc hoàng tộc. Theo nhiều tài liệu ghi lại, Valeria Messalina ngay từ khi mới cất tiếng khóc chào đời đã nổi tiếng là một cô gái có làn da trắng và môi đỏ như son. Do đó, ngay khi còn là một cô gái nhỏ, Valeria Messalina đã trở thành niềm tự hào của gia đình khi có nhan sắc hơn người. Messalina được cha mẹ quá nuông chiều, hầu như mọi ý thích của người con gái có nhan sắc này đều được cha mẹ đồng ý. Năm 15 tuổi, Messalina được gả cho hoàng đế La Mã Claudius, khi đó đã 48 tuổi. Ông là một trong những vị vua tài ba và là nhà xây dựng các công trình công cộng vĩ đại của thời bấy giờ. Messalina được biết đến trong lịch sử như một người phụ nữ rất ranh ma, tham vọng và thích kiểm soát. Messalina bị đổ lỗi vì đã sử dụng ảnh hưởng của mình để đưa ra một số lượng lớn các vụ truy tố, và cô được cho là đã sử dụng quyền lực của mình để đạt được các mục đích chính trị và cá nhân. Người đầu tiên trong danh sách các nạn nhân bị cáo buộc của cô là Appius Junius Silanus. Ông là chỉ huy của ba quân đoàn ở Tây Ban Nha khi ông được yêu cầu trở về Rome và kết hôn với mẹ của Messalina. Các nguồn tài liệu lịch sử nói rằng Messalina đã tạo ra một câu chuyện hấp dẫn và tuyên bố rằng cô đã mơ thấy Appius định ám sát Claudius, do đó dẫn đến kết cục của vị chỉ huy. Một người khác có lẽ đã chết vì nữ hoàng tham vọng là chỉ huy của đội cận vệ pháp quan Catonius Jutus, người đã chứng kiến hành vi lăng mang của cô. Cô cũng được cho là đã phạm tội giết Julia Vilila, cháu gái của Claudius, và Julia, cháu gái của Biterius. Messalina được cho là đã ra lệnh giết họ vì ghen tị với vẻ đẹp của họ. Theo lệnh của bà, Marcus Vinidicus, chồng của Julia Vilila, cũng bị đầu độc. Anh chết vì nghi ngờ cô đồng lõa với cái chết của vợ anh và từ chối Melissa làm người tình. Danh sách những vụ giết người và tội ác có thể xảy ra bởi Melissa còn dài hơn nhiều. Vị hoàng hậu lẳng lơ. Ở ngôi vị nữ hoàng trong vòng 7 năm, Valeria Messalina sinh cho Claudius hai người con. Người con thứ nhất là con gái Claudia Octavia và người con trai thứ hai là Britannius. Tuy nhiên, theo sử sách ghi lại, Messalina thiếu chung thủy với chồng. Báo cáo của các nhà sử học cổ đại cho rằng bà thậm chí có thể có tới 150 người tình trong suốt cuộc đời của mình. Messalina thậm chí đã cho xây một nhà tù cao cấp ngay trong hậu cung. Không đòi hỏi quá nhiều tiền bạc, mỗi một vị khách qua đêm với Melissa chỉ cần để lại một đồng xu để chứng minh chiến tích của nàng. Được biết, hầu hết các bậc công tử quan lại đều đã qua tay hoàng hậu dâm đãng này. Không chịu hạn chế thói dâm tục của mình trong giới hạn của cung điện, nơi bà đã làm vô số những chuyện xấu hổ, Melissa còn tự biến mình thành gái mại dâm tại các nhà thổ bình dân và thậm chí ở cả những trục đường chính của Rome.
nổi tiếng nhất trong số hoạt động tìm kiếm tình dục vô độ của vị hoàng hậu dâm đãng bậc nhất La Mã chính là việc Melisa thách thức một cô gái điếm có tên Sosila. Sosila là một gái điếm nổi danh La Mã với số lần bán dâm không thể kể xiết, cũng như kỹ năng tình dục hoàn hảo. Thách thức mà hoàng hậu La Mã đặt ra là xem trong một đêm giữa cô và Sosila ai là người quan hệ được nhiều hơn. Cuộc thi tài kỳ lạ này đã diễn ra và đáng ngạc nhiên thay, hoàng hậu quyền lực của La Mã là người chiến thắng. Trong suốt một đêm, Messalina và Sosila đều quan hệ với rất nhiều đàn ông. Đến khi gần sáng, Sosila phải từ bỏ vì kiệt sức thì hoàng hậu Messalina vẫn tiếp tục trận chiến của mình. Thậm chí, hoàng hậu còn quan hệ đến hết buổi sáng hôm sau. Cũng từ đó, câu chuyện về khả năng tình dục kinh hoàng của hoàng hậu Messalina được lan rộng trong dân chúng. Cái chết tủi nhục. Mọi thứ không dừng lại ở đó, Messalina còn ép buộc Sicilio, một cựu chấp chính quan, phải ly dị vợ mình để có thể chiếm hữu ông hoàn toàn. Tuy nhiên, việc Sicilio chiều theo ý muốn này của bà cũng không khiến Messalina thỏa mãn. Sau đó, bà còn thuyết phục ông kết hôn với bà và nhân lúc hoàng đế có cuộc tuần du tới Ostia, họ đã tổ chức lễ cưới và giấu hoàng đế. Tuy nhiên, một cận thần của Claudius đã thừa lại với Claudius. Mặc dù không dám tin đó là sự thật, song cuối cùng, hoàng đế Claudius cũng phải đối diện với việc hoàng hậu mình yêu quý muốn giết mình nhằm đưa người tình lên ngôi vua. Claudius cũng không thể chịu đựng nổi sự xúc phạm trắng trợn của Messalina và Sicilius với khuôn phép lễ nghi và luật pháp của cả một đất nước. Sicilius bị kết án tử hình về tội ngoại tình mà ông ta đã sa đà vào một cách miễn cưỡng, còn Messalina bị triệu tới gặp hoàng đế để giải thích cho tội lỗi của mình. Hoảng sợ và ân hận, Messalina không thể có đủ lý lẽ để trả lời cho một cuộc chất vấn như vậy. Bà rút về an dưỡng tại khu vườn của Lucullus, nơi mà cuối cùng bà cũng biết ăn năn hối hận và suy nghĩ phải cầu xin ra sao để làm dịu cơn giận của người chồng. Trong bước đường cùng, Messalina đã tự tử hai lần nhưng không thành, chỉ đến khi một giám quân quan đột nhiên xông vào khu vườn và liều rút kiếm đâm vào người bà, Messalina mới qua đời. Đây là một cái chết đầy tủi nhục nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng nó xứng đáng với những gì mà bà đã gây ra trong suốt cuộc đời mình. Sau cái chết của Messalina, viện nguyên lão đã ra lệnh xóa hết tên của Messalina trong các công trình, ngay cả những bức tượng từng được hoàng đế Claudius cho dựng vì yêu quý bà cũng bị hạ xuống. I'm so mad, yeah.